loạt sự kiện chấn động thế giới xảy ra đúng ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. 1. Nguồn gốc ngày quốc tế phụ nữ bắt đầu từ ngày 8 tháng 3 năm 1857, khi các công nhân ngành dệt chống lại những điều kiện làm việc khó khăn và tồi tàn của họ tại New York, Mỹ, 12 giờ làm việc một ngày. Năm 1911, ngày quốc tế phụ nữ lần đầu tiên được tổ chức, 19 tháng 3, ở Áo, Đan Mạch, Đức và Thụy Sĩ. 2. Ngày 8 tháng 3 năm 1702, nữ hoàng Anne, 1665-1714, lên ngôi báu sau khi vua William đệ tam qua đời. Bà là nữ hoàng đầu tiên của Vương quốc Anh. 3. Oscar đệ nhất, tên đầy đủ là Joseph François Oscar Bernadotte, ngày 4 tháng 7 năm 1799 đến ngày 8 tháng 7 năm 1859 là vua của Thụy Điển và Na Uy từ ngày 8 tháng 3 năm 1844 cho đến khi ông mất. Ông là vị quốc vương thứ hai của nhà Bernadotte. 4. Ngày 8 tháng 3 năm 1917, cuộc cách mạng Nga, còn gọi là cách mạng tháng 2 theo lịch Nga cũ, là cuộc cách mạng dân chủ tư sản nhằm lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế của Sa hoàng Nikolai đệ nhị và vương triều Romanov trị vì hơn 300 năm ở nước Nga. 5. Ngày 8 tháng 3 năm 1950, nguyên soái Liên Xô Vorosilov thông báo với thế giới rằng nước này đã phát triển bom nguyên tử. Hàng loạt quả bom RDS-1 bắt đầu được sản xuất vào cuối năm 1951. 6. Ngày 8 tháng 3 năm 1942, quân đội Hà Lan đầu hàng Nhật Bản, kết thúc thời kỳ thống trị tại khu vực Đông Ấn. Hà Lan chính thức rút quân toàn bộ khỏi đảo Java sau khi cuộc chiến kết thúc được 2 tháng. 7. Ngày 8 tháng 3 năm 1921, Thủ tướng Tây Ban Nha là Eduardo Dato bị ám sát khi đi ra từ tòa nhà Quốc hội ở Madrid. 8. Ngày 8 tháng 3 năm 1985, vụ đánh bom xe ô tô xảy ra tại Beirut, Lebanon khiến 45 người thiệt mạng, 175 người bị thương. Mục tiêu của vụ đánh bom được cho là một giáo sĩ Hồi giáo Shia cực đoan Sheikh Mohammad Hossein Fadlala. 9. Ngày 8 tháng 3 năm 2013, Triều Tiên bãi bỏ tất cả các hiệp ước không xâm phạm giữa Bình Nhưỡng và Seoul. 10. Vụ nổ mỏ than tại Castle Gate, Utah vào ngày 8 tháng 3 năm 1924 đã khiến 171 người thiệt mạng.